Chào các bạn sinh viên, hôm nay tôi sẽ trình bày về dịch tễ học của COVID-19. Tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bài giảng nằm trong chuỗi các bài giảng nhằm để tập huấn cho sinh viên Đại học Y Dược về COVID-19. Mục tiêu của đợt tập huấn này là giúp sinh viên hiểu được COVID-19 để thực hành đúng nhằm bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Và mục tiêu là sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng nhất là trình bày về dịch tễ học, bao gồm vật chủ, đường lây, cơ thể cảm thụ và nguyên tắc phòng bệnh của COVID-19, trình bày được bệnh học của COVID-19, đánh giá được tầm quan trọng của COVID-19 nhưng không hoang mang sợ hãi, thực hành đúng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hành đúng các biện pháp phòng chống COVID-19 khi học tập tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là sinh viên Đại học Y Dược. Các mục tiêu này bao gồm các mục tiêu về kiến thức, các mục tiêu về thái độ và các mục tiêu về thực hành. Các mục tiêu về thái độ và thực hành sẽ được trình bày bởi các giảng viên trong các buổi giảng dạy cho nhóm nhỏ. Nhưng để giảm các nguy cơ thì các bài giảng về lý thuyết như trình bày về đại học và trình bày bệnh học của COVID-19 sẽ được trình bày bằng theo hình thức trực tuyến online. Và đây là bài về dịch tễ học của COVID-19. Nội dung của bài này bao gồm các đường lây truyền của bệnh truyền nhiễm hô hấp và trong đó có COVID-19. Khái niệm về R0 và miễn dịch cộng đồng ứng dụng cho COVID-19. Và sau đó thì tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp. Nói về dịch tễ học và truyền nhiễm thì quan trọng nhất đó là cái chuỗi nhiễm khuẩn hay là chain of infection. Chuỗi nhiễm khuẩn này thì bao gồm từ nguồn lây, tức là và sau đó thì từ qua cái đường lây truyền và tới cái cơ thể cảm thụ. Và nếu không có nguồn lây hoặc không có đường lây truyền hoặc không có vật chất thể cảm thụ thì chúng ta sẽ không có sự truyền nhiễm. Và các đường lây này thì bao gồm các đường chính như sau. Thứ nhất là đường lây do tiếp xúc trực tiếp, hoặc là trong tiếp xúc trực tiếp thì nói chuyện gần với nhau và phóng thích ra các hạt nhỏ. Như vậy thì đây là cái một cái đường lây quan trọng. Và đây là đường lây chính của COVID-19. Các đường lây khác bao gồm đường lây do các vật vô tri như là các bề mặt, hoặc là do không khí, hoặc là do vector, thì các đường lây này ít quan trọng trong COVID-19, nhưng nó có liên quan để hiểu về dịch tễ học của COVID-19. Cho nên tôi sẽ nói sơ qua, đặc biệt là tôi sẽ nói thêm về cái đường lây do các cái vật vô tri và đường lây do không khí, ngoài đường lây chính là đường lây do tiếp xúc trực tiếp. Thì chúng ta như vậy, tóm lại là các đường lây truyền bao gồm là các đường lây từ người sang người. Thì theo các nhà dịch tễ học, có 4 loại đường nhóm chính. Thứ nhất là cái tiếp xúc trực tiếp, có bao gồm là quan hệ tình dục và cái tiếp xúc tiếp qua do tiếp gần và nó phóng thích ra các giọt giọt nhỏ. Thứ hai là qua các vật vô tri bao gồm các thực phẩm. Thứ ba là do vector và do không khí. Và trong cái đường lây này thì có những đường lây truyền từ mẹ sang con và đường lây theo đường máu cũng được xem là một loại đường lây trực tiếp. Thì cái đường lây truyền trực tiếp á, là đường lây truyền quan trọng nhất cho truyền COVID-19. Và thí dụ như là sự tiếp xúc của sang hương, chẳng hạn như là chúng ta bị lây truyền của ghẻ, chốc lở, hoặc là trao đổi dịch tiết từ người này sang người khác, qua nước mắt, nước mũi, nước bọt, qua sờ, chạm, hôn, cắn hoặc quan hệ tình dục. Và như vậy thì bệnh lây truyền trực tiếp bao gồm các bệnh lây truyền qua tình dục. Trong cái nhóm lây truyền trực tiếp á, thì lây do giọt nhỏ, tức là do hai người tiếp xúc gần với nhau và trong quá trình giao tiếp có thể ho, có thể hắt hơi, nói lớn hoặc thở sâu, thì phóng thích ra các hạt nhỏ và các hạt nhỏ này có đem các mầm bệnh từ người này sang người khác, thì đó là đường lây truyền trực tiếp. Và đây là một cái hình động để cho thấy là một cái người khi mà họ ho thì họ phóng thích ra các giọt nhỏ nước, các giọt nước nhỏ trong có thể có thêm các muối khoáng, các protein, nhưng mà quan trọng là có các vi khuẩn và các virus. Và các vi khuẩn virus nó có thể lây từ người này sang người khác theo các giọt nhỏ này. Và chúng ta nhìn thấy rằng là tuy là các giọt nhỏ nhưng mà nó có khối lượng, và vì vậy nó sẽ có khuynh hướng là nó rơi dần xuống đất và nó thường nó không bay qua xa quá 2 mét. Thì cái những cái phương thức á, mà tiếp xúc do tiếp xúc trực tiếp qua da, qua đường niêm mạc hoặc là do giọt nhỏ, người ta gọi là đường lây truyền trực tiếp. Bởi vì trong quá trình điều tra dịch, người ta có thể biết được cái người này tiếp xúc với ai và tiếp xúc gần, và như vậy thì đây là cái đường lây truyền có dễ phát hiện nhất trong các bệnh nhiễm.
Thì các vị lấy truyền dịch nhỏ, lấy truyền dịch tiếp. Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể minh họa lại cái hình để cho thấy rằng là lấy truyền dịch nhỏ thì nó không có thể lấy truyền xa được. Ví dụ ở trong người A là người mang mầm bệnh, và tại thời điểm hắt hơi của người A thì người B tiếp nhận các luồng phun các hạt nhỏ, trong khi người C đứng xa hơn thì không bị phơi nhiễm. Và trong cái quá trình mà lấy truyền qua giọt nhỏ thì vì đây là lấy trực tiếp, cái thời gian cái giọt nhỏ này từ người này sang người kia rất ngắn, cho nên nó ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ không khí. Và chẳng hạn như thí dụ để cái nghiên cứu của Lawrence cho thấy rằng là ở nhiệt độ cao thì có thể ngăn chặn cái sự lây truyền do khí dung, do aerosol, nhưng mà không có làm chặn được cái lây truyền do tiếp xúc của cái virus cúm. Ví dụ vậy thì tôi thấy rằng là cái đường lây do giọt nhỏ thì bị ít bị ảnh hưởng, có thể nói là có thể bị ảnh hưởng nhưng mà không đáng kể bởi vì các nhiệt độ, các yếu tố của môi trường ngoài. Và bệnh cúm á, là có cũng lây truyền chủ yếu là qua cái tiếp xúc trực tiếp. Và các cái nghiên cứu thì cho thấy rằng sở dĩ ở xứ lạnh thì mùa đông có tăng ca cúm thì không phải là lý do chính, là tại vì là nhiệt độ lạnh làm cho cái virus cúm nó sẽ lây mạnh hơn, nhưng mà chủ yếu là các yếu tố vật chủ. Thí dụ như là cho khi mà trong mùa lạnh thì người ta ở các cái quốc gia ôn đới họ ít ra ngoài, họ thường giao tiếp với trong nhà, tiếp xúc gần hơn, để trong cái môi trường mùa lạnh thì cái mặt khô hơn, cho nên là dễ bị cảm nhiễm hơn với các cái virus, hoặc là thiếu tình trạng thiếu vitamin D do thiếu ánh nắng, vân vân. Thì đó là những yếu tố do vật chủ. Như vậy thì chúng ta hiểu điều này để cho người biết rằng là chúng ta không quá chủ quan khi mà nhiệt độ chúng ta là nhiệt độ ở cái xứ nhiệt đới. Thì để phòng ngừa cái truyền bệnh do lây tiếp xúc trực tiếp làm gì? Thứ nhất là chúng ta cách ly bệnh nhân. Nhớ là chúng ta cách ly bệnh nhân chứ không phải cách ly con người, và chúng ta không phải tránh xa các sinh viên, vân vân. Và bệnh nhân thì hạn chế đi lại. Và chúng ta có thể dùng các dụng vật riêng cho bệnh nhân, như là dùng máy đo huyết áp, ống nghe riêng cho bệnh nhân, dùng các phương tiện bảo hộ cá nhân khi chúng ta tiếp xúc bệnh nhân, và chúng ta đứng cách xa bệnh nhân trên 2 mét, và đó là cái người tiếp xúc bệnh nhân. Và ngoài ra thì chúng ta hiểu rằng là khi mà bệnh nhân thì bệnh nhân phải đeo khẩu trang thì liên tục, và phải che mũi miệng khi ho và hắt hơi với khăn giấy, sau đó thì bỏ khăn giấy và rửa tay. Và nếu mà khi không khăn giấy, hoặc là thì mình có thể là khi mà bất ho mà không kiểm soát được bất ngờ thì chúng ta dùng một kiểu tay để che chứ không dùng bàn tay để che. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta dùng bàn tay để che thì các tác nhân gây bệnh có thể bám trên bàn tay, và sau đó thì có thể lây truyền qua các đồ vật khác. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Lát chúng ta thêm. Thì chúng ta nói về vai trò của khẩu trang. Khẩu trang thì thực sự là nó có giúp ngăn phòng ngừa phát tán của virus không khí. Thì các nghiên cứu này cho thấy rằng là thí dụ như là cái virus cúm, trong cái hơi thở ra của người, thì ta thấy rằng là nếu khẩu trang có thể giảm được các giọt nhỏ và có thể giảm được cái sự lây 3,4 lần của các sự phân tán của cái hạt khí dung chứa virus, thì cho thấy rằng là nó có thể giúp được là ngăn ngừa các cái bệnh do giọt nhỏ và ngăn ngừa các bệnh hô hấp từ bệnh nhân ra cho người khác. Nhưng mà vai trò của nó đó thì nó có bảo vệ được mình với các bệnh nhân, các cái sự lây nhiễm của người khác hay không? Thì câu trả lời là có, nếu cho dù đúng cách. Thì thực tế thì câu trả lời trên thuyết, khi mình cần tiếp xúc người bệnh thì các bác sĩ á, thường đeo khẩu trang, các cán bộ y tế thường đeo khẩu trang, bởi vì nó giúp làm giảm luôn các giọt nhỏ bắn trực tiếp từ bệnh nhân, và đồng thời thì giảm sự tiếp xúc của tay lên miệng. Trong thực tế đó thì cán bộ y tế làm rất đúng, họ sẽ làm khi mà họ đeo khẩu trang thì họ lại sử dụng và họ không dùng tay sờ lên mũi khi trong bệnh nhân bác sĩ đang mổ phẫu thuật, phẫu thuật viên đang mổ, thì người ta đeo khẩu trang và người ta cũng không có lấy tay gãi chán rán hoặc là lấy tay sờ tay sờ tóc vân vân, và không lấy tay vào chạm khẩu trang vì họ đang là phẫu thuật viên mà, cho nên là thực sự họ được bảo vệ. Nhưng thực tế thì rất ít người mà đeo liên tục khẩu trang, họ đeo khi nóng quá họ lại mở ra, và khi mà mỗi lần khi dùng tay thì lấy tay chạm vào khẩu trang, và như vậy thì thực ra lại làm tạo cái khả năng lây nhiễm từ các cái vi khuẩn từ tay lên khẩu trang vào miệng, và ngược lại từ cái những cái
con virus hoặc vi khuẩn ở trên khẩu trang bám vào tay và lây nhiễm cho người khác. Ngoài ra thì mỗi lần mở khẩu trang, mỗi lần khi mà người ta mở tháo khẩu trang đeo lại nhiều lần và dùng tay chỉnh sửa khẩu trang thì làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Và quan trọng hơn nữa đó là sẽ tạo ra cảm giác an toàn nhà tạo. Tưởng rằng đeo khẩu trang là mình sẽ là hoàn toàn tốt rồi, cho nên là họ sẽ giảm thiểu các cái biện pháp kiểm soát khác như là rửa tay, vân vân. Cho nên là thực tế thì trong các hướng dẫn luôn luôn nói là đeo khẩu trang được khuyến khích cho người bệnh và bắt buộc cho người bệnh và cán bộ y tế khi tiếp xúc bệnh nhân. Còn cho người khỏe mạnh, khi nào mình tiếp vào chỗ đông người, vào nơi mà mình không biết là những người xung quanh mình có phải là người bệnh hay không, và ví dụ vào phòng khám thì chúng ta phải đeo khẩu trang. Còn nếu mà chúng ta vào gặp các bạn bè thì chúng ta có thể đeo hay không đeo thì câu đó thì không hề có chứng cứ là loại nào tốt hơn. Ai cảm thấy thích đeo thì có thể đeo, ai cảm thấy hơi không cần đeo thì không cần đeo, bởi vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy rằng là người khỏe mạnh đeo khẩu trang vào sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho mình. Ngoài cái đường lây truyền từ người sang người, tức là lây truyền tiếp xúc đó, thì còn đường thứ hai là lây truyền từ cái bề mặt hoặc cái đồ dùng bị nhiễm bảo khuẩn. Thì cũng xin nói rõ là đối với COVID-19 á, thì con đường lây truyền chính là con đường từ người sang người trực tiếp. Và ví dụ mình có thể nhìn trong cái hướng dẫn của CDC có nói là virus được cho là truyền chủ yếu từ người sang người giữa những người khi tiếp xúc gần với những người khác trong vòng 6 feet, tức là trong vòng 2 mét. Đó, thông qua các giọt nhỏ hấp được tạo ra cho người bị truyền nhiễm khi ho hoặc hắt hơi như tôi đã trình bày. Nhưng mà người ta nói thêm là nó có thể lây truyền qua cái bề mặt bị nhiễm bẩn hoặc đồ vật bị nhiễm bẩn. Và tôi xin đọc dịch câu dịch ở đây là nó có thể chứ không chắc chắn là con người có thể bị nhiễm COVID-19 bằng cách là chạm vào bề mặt hoặc vật dụng mà có virus trên đó và sau đó thì chạm vào mũi, miệng, mũi và có thể mắt của mình. Nhưng điều này không được cho là con đường chính của lây truyền. Và khi tôi nói là không là được cho là con đường chính của lây truyền thì không có nghĩa là mình không cần quan tâm. Nhưng mà mình hiểu rằng nếu mình cần quan tâm thì mình quan tâm phòng ngừa lây truyền từ người sang người là quan trọng hơn rất nhiều. Đó. Thí dụ đó là về cách ly người bệnh, kiểm soát người bệnh. Thì cái mà lây truyền do cái bề mặt đó thì nó gọi là lây truyền do đồ vật vô tri, tôi dịch từ chữ fomites. Thì đây là cái lây truyền qua đồ vật nếu cái tác nhân người bệnh có thể tồn tại bên ngoài. Thì có nhiều bệnh có thể lây qua đồ vật lắm, ví dụ như là HIV, qua vật sắc nhọn, qua viêm gan C, B, C, cũng qua vật sắc nhọn, và viêm gan B có thể lây truyền qua tiếp xúc qua máu, qua da, qua bề mặt, trên bề mặt, xong tiếp xúc trên bề mặt, có nhiễm máu, có thể nhiễm. Và khi mình có trầy xước, virus mà papilloma của người HPV hoặc là mắt hột, cúm hoặc SARS hoặc là nCoV thì như tôi đã nói rằng là người ta nghĩ là có thể nhưng mà không phải là đường chính và khi tiếp xúc niêm mạc. Ngoài ra thì của loại đối với đường khác là lây qua đường ăn uống thì rotavirus hay đường hàn, nhưng cái loại này thì chúng ta sẽ không thảo luận nhiều, chúng ta chỉ nói qua đồ vật bên ngoài thôi. Như vậy thì phòng ngừa lây truyền qua đồ vật vô tri mà nCoV thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta phải vệ sinh tay rất là quan trọng. Vệ sinh tay có nghĩa là chúng ta rửa tay với nước và xà phòng. Và nếu mà không có sẵn nước và xà phòng và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cái da tay chúng ta là khá sạch thì chúng ta có thể dùng cái dung dịch sát khuẩn, tức là antiseptic, sát khuẩn nhanh. Chúng ta phải thường xuyên khử khuẩn bề mặt. Bề mặt, ví dụ bề mặt của bàn, ghế, bàn ăn, vân vân. Phòng ngừa thương tích do vật sắc nhỏ. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cái hướng dẫn của Y tế Việt Nam liên quan đến sử dụng khẩu trang, rửa tay hay dùng sát khuẩn tay và khử khuẩn là dựa trên các lý thuyết khoa học và có bằng chứng từ các nghiên cứu. Thì chúng ta nói như vậy, chúng ta nói chính là cái đường lây chủ yếu do tiếp xúc điểm và qua thời gian nhỏ và qua những cái vật dụng hay vật vô tri. Nhưng mà ngoài ra có một cái đường lây rất là quan trọng là không khí. Thì cái đường lây này rất dễ nhầm lẫn với dây giọt nhỏ, cho nên là tôi xin phép trình bày ở đây. Tuy nhiên là cái đường lây do cái không khí hay là airborne hay là do aerosol hay là khí dung thì nó có thể có, nhưng mà hiện nay thì theo các nhà khoa học thống nhất là nó không truyền qua đường không khí. Đó là điều tương đối an ủi cho chúng ta. Và nó không truyền qua không khí, nhưng mà nhiều người
do không hiểu lẫn giữa cái giọt giọt nhỏ và không khí thì có những cái sai lầm. Tôi sẽ nói thêm về cái này. Thì khi mà chúng ta một người đó là tại sao có sự giống nhau là bởi vì lây do không khí, do hạt nhỏ khí dung á, thì nó luôn nó cũng là do cái động tác ho hắt hơi của người của từng người. À, thí dụ như là cái người này cũng người A khi mà ho hắt hơi nhưng mà sau cái quá trình á, thì cái giọt nhỏ này nó đủ nhỏ để nó bay lơ lửng trên không khí để cho người này có thể xa, người C có thể đứng xa bên ngoài có thể hít khỏi, thì cái đó là lây do không khí. Và ngay đó thì đương nhiên là cái người càng gần thì vừa lây do không khí vẫn nhiều hơn người đứng ở xa, nhưng mà người ở xa thì vẫn mắc. Thì lây do không khí á, thì cơ chế nó là gì? Khi mình ho hắt hơi hay mình nói từ đường hô hấp sẽ tạo ra các giọt nhỏ, và những giọt nhỏ này có thể chứa các vi khuẩn mang bệnh hay là các virus mang bệnh, thì giọt nhỏ có thể lây truyền trực tiếp từ người này sang người khác và đôi khi là có thể khô đi, có thể lơ lửng không khí và có thể rơi xuống đất và tạo thành các bụi nhỏ. Thì cái giọt nhỏ thì có đặc tính gì? Thứ nhất đó, là lây do giọt nhỏ thì nó chúng ta hình dung là nó những hạt nó rất nhỏ cho nên là nó sẽ không bị lắng đọng ở cái đường gọi là mũi và pharynx, tức là mũi và hầu, và nó cũng không có nằm ở trong cái ít, nó nằm ở trong cái vùng mà khí phế quản, mà nó thường đi vào trong một trong phổi, phải không? Và như vậy thì kích thước của nó là tương đối là nhỏ và nó đủ nhỏ để nó lơ lửng được, phải không? Và vì nó lơ lửng được cho nên nó bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Thứ nhất là ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm tương đối, ảnh hưởng bởi cái tia bức xạ UV. Nếu mà có nhiều tia UV thì nó sẽ làm các cái virus này bị phân hủy, bị tiêu diệt. Nếu mà nhiệt độ nóng quá thì cũng làm chết các vi khuẩn, vân vân. Và ngoài ra thì do cái quá trình vật lý thì các giọt nhỏ này nó đủ nhỏ thì nó khô hoàn toàn, thì nó cũng làm cho các con virus thì vi khuẩn này nó khó kém hiệu quả lây truyền. Do nên do bệnh truyền ở đường không khí thì chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, từ tím, thông gió. Đó là điều chúng ta cần quan tâm. Thì cái bệnh nào có thể lây truyền theo không khí? Thì có nhiều bệnh rất là đã được chứng minh rất rõ ràng. Ví dụ như là lao. Lao chủ yếu hay là tuyệt đối truyền theo đường không khí. Lao phổi truyền theo không khí. Lao phổi không thể lây truyền qua giọt nhỏ được. Bởi vì sao? Bởi vì nó giọt nhỏ thì sẽ bám ở cái vùng mũi hầu. Và bám mũi hầu thì nó không phải là tế bào đích để cho vi khuẩn lao phát triển. Cho nên là nếu muốn lây bệnh lao thì lao nó phải đi xuống phổi và tạo ra cái trình nhiễm lao từ đó tiềm ẩn và sẽ thành lao phổi. Cho nên là lao là bị lây bắt buộc theo đường tiêu. Có một số loại bệnh khác, tác nhiễm bệnh khác thì nó không bắt buộc ở phổi, nó có thể phát triển ở vùng khác được. Nhưng mà nó lại thường là nó thích xâm nhập vào phổi hơn. Vì sao? Là bởi vì khi mà xâm nhập vào phổi thì nó sẽ phát triển bệnh ở toàn thân, nhiễm khuẩn toàn thân. Cái virus, các virus này nó không chỉ phát triển ở đường mũi họng mà nó còn phát triển toàn thân. Ví dụ như bệnh sởi, ví dụ như là thủy đậu, ví dụ đậu mùa, thì nó đơn giản là những cái bệnh virus mà gây phát mà ngoại ban, tức là exantem, thì nó sẽ có những cái lây bệnh mà có thể là theo đường giọt nhỏ hoặc là theo đường không khí, nhưng mà theo đường không khí thì diễn tiến bệnh nó sẽ rầm rộ hơn và vi khuẩn sẽ phát triển đầy đủ hơn, các virus phát triển đầy đủ hơn. Ngoài ra thì có một số bệnh khác cũng lây theo đường không khí nhưng mà lấy cơ hội, tức là đa số lây theo đường khác. Ví dụ như bệnh than, bệnh SARS thì đa số là nó lây là theo đường tiếp xúc trực tiếp hoặc là qua da, nhưng mà nó có thể lây được qua không khí thì đó là loại bệnh lây cơ hội. Thì cái bệnh là lây không khí thì nó rất là phức tạp. Vì sao? Là bởi vì nó khó kiểm soát. Nếu lây đường không khí làm sao biết được cái người nào là lây cho người nào? Không biết được, rất là khó. Cho nên trong lao phổi mà muốn chứng minh là bệnh lao này qua lao kia thì ta phải dùng kỹ thuật sinh phân tử để mới biết được là người này là nguồn lây của người kia, vân vân, phức tạp như vậy. Và ngoài ra thì làm sao chứng minh được nó lây đường không khí thì cũng không dễ dàng. Và nếu mà mình nói rằng là lây giọt trực tiếp thì mình cấy giọt nhỏ ra mình biết rằng là có virus, có vi khuẩn mình biết. Nếu mình nói là lây do bề mặt thì mình cấy bề mặt mình biết. Nhưng mà giọt không khí thì không thể cấy được bởi vì mình nói rằng là nó có trong không khí nhưng chưa hẳn là lây bệnh.
cho nên là cần phải có những cái nghiên cứu rất là phức tạp. Và ví dụ như một cái nghiên cứu mà rất là hay hay không? Rất là ấn tượng của cái chứng minh là lao là có thể lưu không khí á, thì đó là cái nghiên cứu của cái William Grouse, Richard Hurley và Christopher Mill. Thì những người này nè, họ lấy không khí và họ cho mà không cho tiếp xúc với người bệnh, nhưng mà cái không khí này thì chứa cái hơi luồng không khí mà những người bệnh đã thở ra, và cái luồng không khí này nè thì nó được đi qua các con chuột guinea, gọi là guinea pig, tức là con chuột lang, và chứng minh rằng con chuột lang bị bệnh, trong khi lại cũng cho thả những luồng không khí khác nhưng mà không, mà qua người thường mà không người bị lao, thì những con chuột lang không bị bệnh. Và cái điều này chứng minh được là lao là truyền luồng không khí. Như vậy thì lao, tức là các cái bệnh hô hấp, thì có bệnh cũng do ho, cũng do hắt hơi, nhưng và cũng là lây, nhưng mà cái cơ chế lây nó khác nhau, cái cơ quan đích tiếp xúc đầu tiên nó khác nhau, và cái chứng minh dịch tễ nó khác nhau, cho nên là bệnh lây truyền không khí và bệnh dịch giọt nhỏ là hai bệnh khác biệt về dịch tễ học. Đó. Thì cách phòng ngừa bệnh lây truyền không khí là gì? Thứ nhất là mình hiểu rằng là đeo khẩu trang phẫu thuật không giúp người đeo tự bảo vệ lây bệnh không khí, và lúc đó muốn sử dụng thì phải sử dụng khẩu trang N95 thì mới có thể bảo vệ người đeo. Người bệnh thì đương nhiên là chúng ta hiểu rằng là cũng phải dùng khẩu trang che miệng khi ho hắt hơi, phải không? Bằng khe dòng khăn giấy hoặc khe che bằng khuỷu tay, phải tăng cường không khí và có cái ánh sáng mặt trời và có nhiệt độ ấm thì nó cũng làm giảm được cái nguy cơ lây nhiễm do cái hạt khí dung, tức là lây do không khí. Thì tuy nhiên thì mình nói rằng như vậy thì lây do không khí là không, hiện nay được xem là không phải đường lây của COVID-19. Chúng ta sẽ nói về khái niệm E0 và miễn dịch cộng đồng ứng dụng cho COVID-19. Thì chị hiểu cho đọc báo cho đôi khi cho nghe một câu như vậy: thời gian ủ bệnh cho COVID Corona chỉ là 5 ngày và cứ một người lây cho hơn hai người. Điều này có nghĩa là gì? Thì cái câu số một người lây cho hai người không chỉ là một con số chơi mà nó thực sự rất có nghĩa về khoa học. Và trong này thì thí dụ đây là một cái bài báo trên Tuổi Trẻ đăng lại cái kết luận của một nhà khoa học Trung Quốc. Đương nhiên có thể đọc bài báo đó, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng là những cái kiến thức này thì cái người bình thường cũng phải biết, bởi vì cho người bình thường phải đọc báo. Thì thí dụ như là thời gian ủ bệnh 5,2 ngày và cái số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau mỗi thời gian 7-4 ngày, nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân thì khi bắt đầu mới nhiễm thì 5,2 ngày sau họ sẽ bị bệnh, và trong 2 năm 2 sau bị bệnh thì họ sẽ bị bệnh thêm khoảng tới 2,2 ngày nữa, thì bệnh nhân sẽ nằm ở cái thời điểm mà có nhiều cái gọi trung bình là sẽ có nhiều phát tán nhiều virus nhất, và khi mà phát tán nhiều virus nhất thì hai lúc đó thì một người sẽ có thể lây hai người, nếu mà chúng ta mọi người khác không có biện pháp cách ly đó là cái khái niệm đó, một người lây hai người. Thì trong khoa học đó, người ta gọi là đó là cái số tái tạo căn bản, tiếng Anh là basic replication rate hay viết tắt là E0. E0 là gì? Là số nguồn lây mới do một nguồn lây tạo ra trong thời gian nhiễm khuẩn của mình trong một dân số hoàn toàn nhạy cảm mà không có cái biện pháp phòng ngừa gì hết. Đó. Thì cái E0 đó thì nó do là một cái con số, muốn chứng minh nó thì tương đối là phức tạp, phải làm một nghiên cứu và trong cái cộng đồng mà chưa có hề có biện pháp cách ly nào mới đo trực tiếp được, còn nếu không thì chúng ta phải dùng các cái thuật toán để mà mình ước lượng đó. Thì cái E0 thì bằng là số lần tiếp xúc trong một đơn vị thời gian. Ví dụ như là trong một ngày mình tiếp xúc bao nhiêu lần với người bệnh, và trong mỗi lần tiếp xúc với người bệnh, thì mình có bao nhiêu lần ho, người đó ho, hắt hơi, vân vân. Ví dụ như vậy thì cái đó là cái số lần tiếp xúc. Sau đó thì mình nhân với cái xác suất lây nhiễm do một lần tiếp xúc và nhân với cái thời gian truyền nhiễm của người bệnh thì người ta tính được E0. Thì E0 nó có thể thay đổi. Thí dụ như trong bài báo vừa rồi thì ta nói E0 nó bằng 2. Thì có nhiều bệnh khác như bệnh sởi thì E0 có thể bằng 10 hoặc lớn hơn. Đó. Thì E0 càng lớn thì không có nghĩa là nó bùng nổ nhanh hơn. Bởi vì một bệnh có thể là E0 bằng 2, nhưng mà cái khoảng thời gian mà ủ bệnh và thời gian lây bệnh nhanh thì nó có thể cũng có thể bùng nổ nhanh hơn là một bệnh phải E0 lớn hơn. Nhưng mà E0 thì nó có một ý nghĩa quan trọng nữa. Nhưng mà nếu mà cùng một thời gian chu kỳ giống nhau thì cái nào E0 càng lớn thì cái bệnh nó lây càng nhanh. Và đặc biệt á, là từ đó người ta tính ra cái tỷ số, cái con số tái tạo thực. Số tái tạo thực là gì?
là bằng E0 nhân X, tức là tỷ là cái số tái tạo căn bản nhân với X, X là tỷ lệ người cảm nhiễm với bệnh. Bởi vì giả sử như 100% người cảm nhiễm với bệnh thì tỷ số tái tạo thực sẽ bằng là số tái tạo cơ bản. Nhưng mà nếu mà chỉ có 50% người cảm nhiễm với bệnh thì cái số tái tạo thực bằng phân nửa của số tái tạo căn bản. Và điều căn bệnh, điều quan trọng để bệnh mất dần là gì? Là cái số tái tạo thực nó nhỏ hơn 1. Nếu số tái tạo thực nó lớn hơn 1 thì bệnh sẽ gia tăng hơn con số nhân. Nếu nó nhỏ hơn 1 thì sẽ giảm dần đi. Đó là nguyên lý như vậy. Thì cái số người cảm nhiễm là gì? Cảm nhiễm là gì mà làm sao giảm được số cảm nhiễm? Thì cái số người cảm nhiễm là số người chưa hề được bệnh và chưa hề được tiêm vaccine. Đó, thì đó là cái số người cảm nhiễm. Như vậy thì nếu mà mình muốn có cái tỷ số người cảm nhiễm á, đó thì chúng ta phải giải cái phương điều kiện có một duy quần thể. Có nghĩa là chúng ta có tỷ số tái tạo thật bằng tỷ số tái tạo căn bản nhân với x là 1. Mà x là bằng 1 trừ f, tức là f là tỷ lệ người có miễn dịch. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương trình tương tự như sau. Mà chuyển bế thì chúng ta sẽ có kết quả là gì? Là muốn có miễn dịch căn bản thì chúng ta phải sẽ có f, tức là số người tỷ lệ có miễn dịch bảo vệ. Miễn dịch bảo vệ này có thể do tiêm chủng, phải lớn hơn 1 trừ cho 1 chia E0. Và nếu giả sử là đối với COVID-19 thì R0 bằng 2 thì chúng ta sẽ với COVID-19 thì nó sẽ có R0 bằng 2 thì chúng ta sẽ có thể rằng là yêu cầu là muốn có phòng ngừa thì mình phải có cái F nó phải lớn hơn 0,5, tức là cái số người được có miễn dịch để bảo vệ hoặc là do mắc bệnh lớn hơn 50%. Vì vậy thì nếu mà không có biện pháp kiểm soát tốt á, thì để cho bệnh nhiễm sinh tự nhiên thì phân nửa dân số sẽ nhiễm COVID-19, thì lúc đó sau đó thì cái bệnh này nó mới ổn định lại được. À, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại một số hỏi được không? À, có người nói rằng cái COVID-19 thì nó đơn giản lắm thôi, cái số người chết do COVID-19 thì thấp hơn rất nhiều so với người cúm mùa, và tại sao mình lại sợ COVID-19? Và tỷ phú Elon Musk nói rằng là hoảng loạn vì COVID-19 là điều mùa, à, điều đó có đúng hay không? Thực ra thì không đúng. Con COVID-19 nguy hiểm hơn cúm rất nhiều. Bởi vì cái cúm á, là ở mình lấy số liệu Hoa Kỳ thì cái tỷ suất nhiễm cúm là 10% mỗi năm. Tức là trung bình trong một năm thì 100 người có 10 người nhiễm cúm. Và tỷ suất chết trên mắt là 1/1000, tức là 0,1%. Và như vậy thì cái tỷ lệ tử vong dân số là 1/1000. Tức là 10.000 người thì sẽ có một người chết vì cúm mỗi năm. Nếu COVID-19 á, và chúng ta giả định như chúng ta vừa nói đó, là nếu chúng ta dịch không có kiểm soát gì cả thì cái tỷ lệ nhiễm COVID-19 sẽ là 50%. Và cái tỷ lệ chết trên mắt theo các cái nghiên cứu cho đến nay thì tỷ lệ chết trên mắt sẽ là 2%. Và như vậy thì tỷ lệ tử vong dân số nhân lên sẽ là 1% hay là 100/1000. Và như vậy nó sẽ gấp 100 lần, số tử vong của nó sẽ gấp 100 lần của mùa. Và nếu mà cái con số mà tử vong dân số là 1% là đúng đối với người Việt Nam thì mình hình dung là cái số tử vong có thể lên 1 triệu. Với 100 triệu người thì sẽ có 50 triệu người mắc bệnh. Và nếu mà chúng ta là cái chết mắc là 200 thì sẽ ra được con số là 1 triệu người. Tại sao lại COVID lại nguy hiểm? Thực ra thì bản thân COVID nó nguy hiểm bởi vì thứ nhất là không, COVID là một cái bệnh mới và quần thể chúng ta hoàn toàn cảm nhiễm 100%. Trong khi cúm là lưu hành từ rất lâu và có nhiều người miễn dịch do các lần cúm xảy ra rất còn trẻ. Và đã có vaccine cúm và thuốc điều trị cúm rồi. Cho nên là cái tỷ suất nhiễm cúm trong năm thì nó thấp hơn so với COVID. Và tỷ do có đi thuốc điều trị cho nên là cái tỷ lệ tử vong do cúm thấp hơn so với COVID. Và cho nên là mình tóm lại, mình nói là COVID-19 thì nó nguy hiểm hơn cúm có 100 lần. À, vậy thì rất là đáng sợ. Đó. Vậy thì mình hỏi là vậy thì COVID-19 thì đáng sợ trên thế giới, nhưng mà có thể Việt Nam ở xứ nhiệt đới thì COVID nó khó phát triển hay không? Thì tôi trả lời là chưa hẳn như vậy. Mình biết rằng cái đường lây chủ yếu do các nhà khoa học thống nhất hiện nay là COVID-19 là do tiếp xúc gần. Và cái đường lây do tiếp xúc gần thì không bị hoặc là rất ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hay bởi không khí.
Có rất nhiều nghiên cứu về cái ảnh hưởng của nhiệt độ hay độ ẩm không khí lên trên lây truyền do giọt nhỏ. Nhưng thực sự mà nói thì những cái kết quả này nó không rất là khác nhau, tùy thuộc vào cái nồng độ muối ở trong cái giọt phun ra, từ theo cái nồng độ protein giọt phun ra, và cái ảnh hưởng của nó thì thực ra không đáng kể và nó thay đổi theo theo nhiều yếu tố và khác nhau. Do các cái loài này nó ở trong chuồng hay là khác chuồng, rồi do các chủng mô hình để do các loại virus khác nhau, cho nên là đơn giản nhất thì mình có thể nói rằng là nó không bị ảnh hưởng, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm. Và tôi nhắc lại cái bài báo này, bài báo của Lewen nói rằng là gì, là nhiệt độ cao 30 độ C thì có thể ngăn chặn cái lây truyền do khí dung, tức là lây truyền không khí, nhưng không ngăn chặn được cái lây truyền do tiếp xúc của virus cúm. Thì cái điều này về lý thuyết cũng rõ rồi, và trên nghiên cứu người ta cũng lặp lại được điều này. Và vì vậy nếu mình nói rằng là cho chủ quan cho rằng là ở Việt Nam thì COVID-19 á, thì sẽ không đáng lo, là bởi vì Việt Nam mình là xứ nhiệt đới thì sẽ phải trả giá đắt. Như vậy thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến COVID-19. Như vậy thì COVID-19 là lây lan trên thế giới và nó rất là nguy hiểm. Và nó cũng lây lan ở Việt Nam, có khả năng lây lan Việt Nam cao. Vậy thì Việt Nam có kiểm soát được COVID-19 hay không? Câu trả lời là có thể. Vì COVID-19 thì lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần và kiểm soát bởi các biện pháp cách ly, tránh tiếp xúc gần, rửa tay, đeo khẩu trang khi cần thiết và khử khuẩn bề mặt. Thì đây là những cái biện pháp này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta thực hiện được. Bởi vì lây do trực tiếp thì chúng ta biết được người bệnh. Nếu chúng ta biết được người bệnh, chúng ta cách ly được người bệnh thì chúng ta có thể tránh được. Và cái tỷ suất tái đạo căn bản của cái COVID-19 là 2. Có nghĩa là nếu chúng ta chỉ cần 2 người bị bệnh mà chúng ta phát hiện sớm được một người hoặc là nhiều hơn một người để người đó đừng lây cho người khác thì chúng ta phải kiểm soát được bệnh. Cho nên là về cái nguyên tắc chúng ta hoàn toàn kiểm soát. Và chỉ có điều là chúng ta cần thống nhất những hành động để tránh lây nhiễm COVID-19. Con đường lây theo khí dung có thể xảy ra nếu khó kiểm soát và rất khó kiểm soát. Nhưng mà điều may mắn là nó chưa được chứng minh là nó xảy ra đối với COVID-19. Và nếu có xảy ra thì cũng không quan trọng đối với Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nói rằng là trên 30 độ C thì ngay cái virus cúm nó cũng không có phát triển được theo đường không khí. Vì vậy thì nó sẽ không lây được theo không khí. Vậy thì COVID-19 cũng không chắc là 30 độ C, có thể nhiệt độ cao hơn, nhưng mà chắc chắn là giảm. Cho nên là nếu ở Việt Nam thì cái dịch lây theo không khí của Việt Nam nó sẽ ít nhẹ hơn cho quốc gia khác. Vì vậy thì hơn hẳn các quốc gia khác, Việt Nam có cơ hội kiểm soát được dịch bệnh bằng các biện pháp y tế công cộng. Và một điểm tốt của Việt Nam là chúng ta thực sự chúng ta quan tâm tới việc phòng bệnh. Và những cái bệnh nhân mà có phơi nhiễm hoặc có bị bệnh thì họ đi khám thì được điều trị miễn phí đối với COVID-19 hoặc là có bảo hiểm y tế. Bởi vì vậy thì làm giúp cho những người bị bệnh họ tiếp xúc sớm. Ở những quốc gia mà không có bảo hiểm y tế và không có cái điều quan tâm về bệnh truyền nhiễm thì những người bệnh họ rất ngần ngại khi mà bị bệnh, họ đi bệnh gần chết, họ phải vào bệnh viện. Lúc đó thì cái nguy cơ lây lan cực kỳ cao. Vậy thì COVID-19 sẽ diễn tiến như thế nào trên thế giới? Thực ra hiện nay rất là sớm để mình nhận định được. Bởi vì các báo cáo ban đầu là R0 bằng 2, nhưng mà nhiều nghiên cứu khác thì nó có thể bằng 3 hoặc 4. Nhưng mà chúng ta không biết con số thật bao nhiêu. Và chúng ta chỉ có thể có được sau khi mà chúng ta kiểm soát hoặc không kiểm soát được. Thì người ta, nhưng mà về cái hai kịch bản, có hai kịch bản xảy ra. Tức là nếu R0 thấp và chúng ta có dùng biện pháp cách ly kiểm soát được thì đa số quốc gia sẽ kiểm soát được dịch. Không phải 100%, nhưng mà đa số quốc gia sẽ kiểm soát dịch. Và như vậy thì từ từ chúng ta sẽ thanh toán COVID-19 như là cái bệnh SARS trước đây, bằng cách ly và vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân và vệ sinh cá nhân. Nếu R0 cao thì chúng ta hiểu rằng là R0 cao thì chúng ta không bao giờ chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta có thể giảm được R0, ví dụ như là từ 8 xuống 6 xuống 5 xuống 4 vân vân, xuống 1 xuống 2 hoặc thậm chí 1,5, nhưng mà xuống 1,5 thì cũng không thể nào chấm dứt được. Cho nên là như vậy thì nếu R0 cao chúng ta không kiểm soát được, đa số quốc gia sẽ không kiểm soát được. Và khi không kiểm soát được thì các biện pháp cách ly và vệ sinh nhân chỉ làm chậm diễn tiến của dịch mà thôi. Và lúc đó thì các biện pháp cực đoan
nó sẽ có ít hiệu quả, bởi vì mình không biện minh được cho biện pháp cực đoan. Chúng ta có thể biện minh cho các biện pháp cực đoan, cách ly cực đoan, nếu mà nói rằng là sau cái việc này chúng ta có thể ngăn chặn được hoàn toàn bệnh. Nhưng mà nếu mà chỉ có trì hoãn thôi, hoặc là chúng ta chỉ chấm dứt ở một lúc nào đó thôi, thì sau đó bệnh lại trở lại, thì biện pháp cực đoan nó sẽ không có đủ biện minh để thực hiện. Và nếu mà nó có, dù mà chúng ta có muốn làm đi nữa, thì người dân cũng cảm thấy rằng là các biện pháp cực đoan kéo dài, họ sẽ mệt mỏi và họ không tuân thủ được. Cho nên là thực sự là các biện pháp cực đoan này sẽ ít hiệu quả lâu dài. Và quốc gia thì cho dù một quốc gia có tốt đi nữa, người dân hoàn toàn tuân thủ đi nữa, thì dù áp dụng biện pháp cực đoan mấy thì cũng không tránh được dịch. Vì sao? Thì không bao giờ có chuyện một hiện nay trong thời buổi này là cách ly hoàn toàn với các quốc gia còn lại. Và trong trường hợp này thì cái kịch bản chúng ta sẽ không phải là cách ly vệ sinh cá nhân nữa, mà lúc đó đó vệ sinh và cách ly cá nhân vẫn là làm, nhưng mà không quá cực đoan và với mục đích làm chậm dịch đến dịch. Và mục tiêu chính chúng ta là phải tập trung cải thiện công tác điều trị, và cho đến khi phát triển được vaccine dự phòng, trong khi mà chúng đang nghiên cứu và phát triển được vaccine dự phòng, thì lúc đó mới kiểm soát dịch. Câu hỏi là vậy thì có cần phải đóng cửa một số trường học hay không? Thì thực ra chúng ta nói là nếu chúng ta biết ai là người bệnh, chúng ta cách ly người bệnh thì nó hiệu quả hơn rất nhiều so với mình đóng các cửa trường học. Nhưng mà người ta vẫn đóng cửa một số trường học trong vụ dịch. Tại sao vậy? Tại vì khi diễn tính của dịch nghiêm trọng hoặc khó đoán, thì việc đóng cửa trường học sẽ giúp những gì? Thứ nhất là giúp cách ly các ca bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng, khi mà chưa có phương thức nhận diện bệnh, khi mà dịch nó quá mới. Nếu chúng ta không biết ai là bị bệnh thì chúng ta phải đóng cửa trường học để trước tiên là tránh cái sự lây lan này đã, và tránh ca mới trước đã. Nhất đó là yếu tố nhất. Thứ hai là tránh quá tải y tế khi quá nhiều bệnh nhân để chăm sóc. Nếu bây giờ bệnh đã quá nhiều rồi, bệnh nhân đã quá tải rồi, phải không? Và nếu mà quá tải bệnh viện thì chúng ta biết rằng là sẽ gây ra chất lượng điều trị rất là kém. Bệnh nhân sẽ có nhiều nguy cơ, nhiều bệnh tật, nhiều biến chứng và tử vong trong khi bị bệnh đấy. Cho nên phải tránh quá tải bệnh viện y tế. Thì người ta làm gì? Người ta phải đóng cửa trường học để làm giảm ca mới. Nhưng mà cái mục giảm này là trì hoãn thôi, chứ không có thể giảm mất đi hoàn toàn, phải không? Hoặc là người ta có thể trì hoãn để diễn tiến, để thiết lập các can thiệp dự phòng có hiệu quả hơn. Ví dụ như là người ta phải đóng cửa trường học để cho bệnh nó không tăng lên trong thời gian ngắn, và chờ đợi là mình có cái vaccine dự phòng. Như vậy thì tóm lại là đóng cửa trường học không làm giảm số ca bệnh, mà chỉ làm trì hoãn đỉnh dịch. Và ở đây thì tôi minh họa cái bài báo, hoặc một bài báo nói rằng là cái mô phỏng cái việc đóng, cái chiến lược đóng cửa trường học để làm giảm cái vụ cúm mà thôi. Thì kết luận của họ là gì? Là chỉ đóng cửa trường thì không thể dập tắt dịch, mà nếu nhiều lắm thì duy trì trên 8 tuần thì đóng cửa trường á, thì làm chậm định dịch khoảng 1 tuần, thì sẽ giúp cung cấp đủ thời gian để chờ đợi cho một can thiệp có hiệu quả hơn như là tiêm chủng. Như vậy thì chúng ta hình dung là nếu mà ai quan tâm thì đọc nguyên bài báo này và thấy rằng là cái việc mà đóng cửa trường không làm chậm dịch, không làm giảm số ca mắc bệnh, và thậm chí một số trường hợp còn làm tăng số ca mắc bệnh nữa, là bởi vì giữa lúc mà đang đỉnh dịch chập mở cửa, mà lúc mình mở cửa lại đúng vào cái dịch nó đang lên, thì lúc đó cái số ca nó lại gia tăng thêm, thì tùy theo thời điểm. Như vậy thì tôi nói lại là điều cơ bản là trong phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm là phải cách ly bệnh nhân, chứ không đóng cửa trường học, nó chỉ cho những mục đích nhất định. Và hiện nay thì đối với COVID-19 thì việc đóng cửa trường học thì ít có cơ sở nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hiện nay chúng ta không bị quá tải y tế, chúng ta chưa không trì hoãn thì để thiết lập biện pháp dự phòng, thì chúng ta sẽ sắp tới chúng ta không thể có vaccine trong thời gian trong thời sắp tới được, cho nên việc trì hoãn là cũng ít có ý nghĩa. Chúng ta đóng cửa trường thì cũng để cho dịch mất hoàn toàn thì cũng không thể có được, thực sự là không có thể có được. Và giúp chúng ta cách ly các ca bệnh chưa chịu rõ ràng thì hiện nay chúng ta có đủ các cái chuẩn bị, đủ kiến thức để nhận diện các người bệnh, để cách ly họ. Và như vậy thì cái cơ sở để đóng cửa trường học nó sẽ hiện nay không còn được mạnh mẽ. Câu hỏi là tại sao Đại học Y Dược không đợi hết tháng 3 mới cho sinh viên nhập học? Thì thực ra thì nếu mà đánh giá tình hình dịch thì vào ngày 9 tháng 3 năm 2020 thì cái tình hình dịch của thành phố là tốt đẹp nhất. Tổng số người đã xác định mắc COVID-19 là 3 người và cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh và xuất viện. Tổng số người nghi ngờ bệnh là 86 người,
85 người kết quả xét nghiệm âm tính rồi, chỉ có một người chưa kết quả xét nghiệm thôi. Mà tổng số người tiếp xúc người bệnh là 44 trường hợp, thì tất cả đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không chịu vậy. Vậy thì nếu mình kết luận là thời điểm nào để cho sinh viên nhập học, thì đây là thời điểm tốt nhất để cho sinh viên nhập học. Và nếu mà mình đợi chờ nữa thì sao? Thì thực ra nó sẽ có những cái bệnh nhân có tiếp xúc gần với người mắc bệnh ở đâu đó quay về, những cái ca bệnh ngoại lai nhiều hơn nữa mới đi về, và lúc đó cái việc quyết định để mà nhập học sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên là cái nguyên lý là gì? Là nếu không chúng ta ở tại địa phương mà không dựa vào tình hình Covid ở địa phương mà dựa vào tình hình khác, thì chúng ta sẽ không có thể có quyết định hợp lý được. Và ngoài ra thì chúng ta cũng hình dung là gì? Là chúng ta là những cán bộ y tế, chúng ta là những người kiến thức tốt nhất về dịch tễ học, về bệnh học, và chúng ta phải cho bệnh nhân, cho cộng đồng thấy là chúng ta có quan tâm tới Covid-19, nhưng quan tâm phải đúng mức, chứ không phải làm sợ hãi, không phải là hoảng loạn. Và chúng ta mọi quyết định chúng ta đều phải có sự cân nhắc, và người có kiến thức tốt nhất phải có hành động hợp lý nhất, và phải thấy cho những người khác thấy rằng mình có hành động hợp lý nhất để làm gì, để cho người khác cảm thấy yên tâm, và chúng ta sẽ góp phần đưa lại cái sự ổn định của xã hội. Thì cảm ơn sự quan tâm của các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe.